Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài nét về cuộc đời của Đức Benedicto thứ 16, nhân sinh nhật lần thứ 91 của Ngài. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tư nan. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Chúa Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có bao giờ chúng ta dám đặt cho đời mình câu hỏi: Cùng đích của cuộc đời của tôi là gì không? Nếu cùng đích của đời tôi chỉ nơi đời tạm này, với bao hỷ nộ ái ố, thì tôi sẽ có một lối sống cạnh tranh, gian dối, hơn thua và ích kỷ. Nếu cùng đích cuộc đời của tôi là nơi Thiên Chúa, nơi thiên đàng vinh phúc, thì tôi không chỉ sống thật tốt ở đời này để chuẩn bị cho đời sau, mà tôi còn cố gắng gạn đục khơi trong cuộc đời để sống như Chúa, hầu tôi được hạnh phúc với Chúa muôn đời. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết cùng đích cuộc đời của họ là nơi Thiên Chúa. Và con đường dẫn các ông đến là chính Chúa Giêsu. Bởi Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng trấn an các môn đệ đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu. Bởi Chúa biết rằng đường về trời, quê hương vĩnh cửu, còn nhiều thử thách gian truân.
nhưng những ai tin vào Chúa sẽ dễ dàng vượt qua. Nếu biết cộng tác với ơn Chúa, để Chúa chiếm hữu cả cuộc đời, và để Chúa là tất cả cuộc sống của chúng ta. Chuyện kể rằng, có một cụ già sắp chết. Người giúp kẻ liệt đến nói, "Thưa cụ, con đọc cho cụ nghe một câu kinh thánh ngọt ngào nhất nhé." Cụ đáp, "Vâng." Người kia đọc, "Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi dọn chỗ cho các con." Nghe xong cụ ông trả lời, "Đó không phải là câu ngọt ngào nhất, anh đọc tiếp đi." Và người giúp kẻ liệt đọc tiếp, "Ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì con sẽ ở đó với ta." Lúc này cụ ông thốt lên, "Đây mới là câu ngọt ngào nhất. Điều tôi cần cho cả cuộc đời không phải là một chỗ, nhưng là được chính Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chỉ có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách xảy đến trong cuộc sống trần gian. Chỉ có niềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa mới giúp chúng ta trung tín theo Chúa đến cùng. Chỉ có niềm tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu mới làm cho chúng ta dâng hiến cả mạng sống của mình. Chỉ có Chúa mới là cùng đích, là niềm vui, là sự an nghỉ đời đời của chúng ta. Thực tế cho thấy, có rất nhiều người hôm nay, ngoài việc kiếm tiền và tiêu tiền, họ chẳng biết phải làm gì khác nữa. Thậm chí những đồng tiền đó làm hỏng cuộc đời của họ, của con cái và của gia đình, khi đồng tiền đẩy họ đi quá xa trong sự hưởng thụ. Họ sống buông thả theo bản năng, bởi mục tiêu cuộc đời của họ chỉ ở dưới đất. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe khẳng định, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thế nhưng thiên đàng, quê trời, không phải là kết quả của một cuộc may rủi, mà là hoa trái của một hành trình dài, liên lỉ sống những giá trị nước trời ngay từ cõi đời tạm này. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã chỉ cho con biết đường về sự sống thật, đường về quê trời vinh phúc, và Chúa chính là con đường dẫn con đến nguồn sống đích thật. Xin cho con biết theo Chúa đến cùng, để Chúa ở đâu thì con cũng được ở đó với Chúa luôn mãi. Amen. Suốt đời con tìm kiếm nguồn hạnh phúc, hoài chờ mong nào đâu thấy. Mắt nhạt nhòa chiếu chập chững, hồn sầu heo hoang mang. Hỡi nguồn chân thiện mỹ, xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Có Chúa tim reo vang, bước đi vào diệu quang. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
tin giáo phận Thanh Hóa. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Lúc 12 giờ ngày thứ Tư 25 tháng 4 vừa qua tại Roma, tức là 17 giờ cùng ngày tại Việt Nam, phòng báo chí tòa thánh công bố Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, hiện là phó giám đốc chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, làm giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Hòa chung niềm vui với giáo phận Thanh Hóa, ngay sau khi tòa thánh công bố tin vui này, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, giám quản giáo phận Thanh Hóa đã chia sẻ: trong tư cách giám quản tông tòa và giám mục tiền nhiệm, tôi hiệp ý với đại gia đình giáo phận Thanh Hóa để tạ ơn Thiên Chúa, vẫn luôn yêu thương an bài cho đoàn chiên của Ngài có mục tử chăm sóc. Trong tâm tình đó, tôi rất an tâm chuyển giao giáo phận cho Đức Giám mục tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường. Tôi hiệp ý với mọi người để xin Chúa chúc lành người Chúa đã chọn. Giáo phận Thanh Hóa trống tòa từ ngày 29 tháng 10 năm 2016, khi giám mục giáo phận là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng giáo phận Huế, kiêm giám quản giáo phận Thanh Hóa. Sau đây là tiểu sử Đức Tân Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường. Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em, 5 gái, 5 trai. Từ năm 1964 đến năm 1972, học tại Tiểu Chúng Viện Thánh Simon Hòa, Đà Lạt. Từ năm 1972 đến năm 1975, học tại Đại Chủng Viện Thánh Philippe Minh, Đà Lạt và Đại học Công giáo Đà Lạt. Từ năm 1975 đến năm 1986, thực tập mục vụ tại Giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc. Từ năm 1986 đến năm 1992, học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 27 tháng 6 năm 1992, được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1992 đến năm 2001, Phó Sứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2001 đến năm 2005, Phó Sứ Tân Bùi, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2005 đến năm 2014, Quản Sứ Tân Bùi, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2014 đến năm 2017, Quản Sứ Madagui, kiêm Quản hạt Giáo hạt Madagui, Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2002 đến năm 2017, Trưởng ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2005 đến năm 2017, Phó Trưởng ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn. Từ năm 2009, thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2014 đến năm 2017, Trưởng ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn, Phó ban Giáo lý toàn quốc. Từ năm 2010 đến năm 2017, thẩm phán Tòa án Hôn phối Giáo phận Đà Lạt, thành viên Hội đồng Linh mục, thành viên Ban tư vấn Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2012 đến năm 2013, tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines. Từ năm 2017, Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa, Giáo phận Đà Lạt. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa, cách riêng Đức Giám mục tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, bí tích rửa tội là ơn của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Ngài sáng thứ Tư 25 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục trình bày ý nghĩa của bí tích rửa tội và giải thích điều Thánh Phaolô viết cho tín hữu Philippi. Tôi biết sống trong nghèo khó, cũng như trong dư dật. Tôi đã được tập luyện cho tất cả và vì tất cả, no đủ, cũng như đói khát, dư dật, cũng như túng bấn. Đức Thánh Cha nói, chính tin mừng soi sáng cho các ứng viên và dấy lên việc gắn bó của đức tin. Bí tích rửa tội, trong một cách đặc biệt, là bí tích của đức tin, bởi vì nó ghi dấu việc bước vào trong cuộc sống lòng tin. Và tin là giao nộp mình cho Chúa Giêsu, được nhận biết như là suối nguồn của cuộc sống vĩnh cửu, ánh sáng thế gian, sự sống và sự sống lại, như lộ trình của các tân tòng, những người sắp lãnh nhận việc khai tâm Kitô dạy cho biết cả ngày nay nữa. Được giáo dục bởi việc lắng nghe Chúa Giêsu, bởi giáo huấn và các công việc của Ngài, các tân tòng sống trở lại kinh nghiệm của người đàn bà xứ Samaria khát nước hằng sống, của người mù từ lúc bình sinh mở mắt ra cho ánh sáng, của ông Lazaro ra khỏi mồ. Phúc âm mang theo trong mình sức mạnh biến đổi người chấp nhận nó với lòng tin, bằng cách giật thoát họ khỏi sự thống trị của kẻ dữ, để học biết phục vụ Chúa với niềm vui và cuộc sống mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Chúng ta không bao giờ đến giếng rửa tội một mình, nhưng được đồng hành bởi lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội, như kinh cầu các thánh đi trước lời trừ quỷ và việc sức dầu tân tòng dạy cho biết. Đó là các cử chỉ ngay từ thời xa xưa, bảo đảm cho những người sắp tái sinh như con cái Thiên Chúa, mà lời cầu của giáo hội trợ lực trong cuộc chiến chống lại sự dữ, đồng hành với họ trên con đường sự thiện, giúp họ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi để bước vào trong vương quốc của ơn Thánh Chúa. Lời cầu nguyện của giáo hội cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta. Chúng ta là giáo hội, chúng ta cần cầu nguyện cho người khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, bí tích rửa tội không phải là một công thức phù phép, nhưng là một ơn của Chúa Thánh Thần, là đấng làm cho kẻ nhận nó có thể chiến đấu chống lại thần dữ bằng cách tin rằng Thiên Chúa đã gửi con của Ngài đến trần gian để phá hủy quyền lực của Satan và đưa con người từ bóng tối vào trong vương quốc của ánh sáng vô tận. Nhờ kinh nghiệm, chúng ta biết rằng cuộc sống Kitô luôn luôn bị cám dỗ, nhất là cám dỗ tách rời khỏi Thiên Chúa, khỏi ý muốn của Ngài, khỏi sự hiệp thông với Ngài, để tái rơi vào các dây trói của các quyến rũ thế gian. Và bí tích rửa tội chuẩn bị chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh cho cuộc chiến đấu thường ngày này, cả cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ, mà như Thánh Phêrô nói, nó giống như sư tử tìm cắn xé chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích tiếp lễ nghi rửa tội như sau. Ngoài lời cầu nguyện, còn có việc xức dầu ngực với dầu của tân tòng, nhận được sức mạnh của nó để khước từ ma quỷ và tội lỗi trước khi đến giếng rửa tội để tái sinh vào cuộc sống mới. Vì dầu có đặc tính thấm vào các thớ thịt của cơ thể đem lại lợi ích cho chúng ta, nên các tay đấu xưa kia đã xoa dầu trên mình để gia tăng sức mạnh cho các bắp thịt và để tránh không bị đối thủ
nắm bắt một cách dễ dàng hơn. Dưới ánh sáng của biểu tượng này, các Kitô hữu trong các thế kỷ đầu đã thích nghi việc dùng dầu để xước thân thể các ứng viên chịu bí tích rửa tội với dầu do Đức Giám Mục làm phép. Để qua dấu chỉ của sự cứu rỗi, muốn nói rằng quyền năng của Chúa Kitô cứu thế củng cố giúp chống lại sự dữ và chiến thắng nó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 16 tháng 4 năm nay là sinh nhật lần thứ 91 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nhân dịp này, hãng tin Genis cho đăng một bài của nữ ký giả Deborah Castellano Lubo dịch lại cuộc đời của một trong các vị giáo hoàng nổi danh nhất của giáo hội công giáo. Những giây phút đặc biệt thuở đầu đời của Đức Benedicto là những khám phá cần phải tìm thấy trong một cuộc hành hương do Vatican tổ chức, nhằm lần giữ lại cuộc đời của Ngài từ Bavaria tới Roma, do nhà sử học nổi tiếng Michel Hesseman hướng dẫn. Ông vốn là đồng tác giả với Đức ông Joe Ratzinger của cuốn Giáo Hoàng Em Trai Tôi. Một số những nơi có ý nghĩa mà cuộc hành hương thiêng liêng và thanh mịch này bao gồm là thị trấn nhỏ nhưng quyến rũ là Mark Arm Inn, nơi em bé Joseph Ratzinger ra đời. Tiếp Monin, nơi ngài sống những năm thơ ấu cho tới lúc vào mẫu giáo. Racin, nơi ngài học tiểu chủng viện và thụ phong linh mục cách này 65 năm. Traunstein, nơi ngài cử hành thánh lễ mở tay. Munich, nơi ngài làm tổng giám mục. Regensburg, nơi ngài dạy học. Và Penzlin, nơi ngài vẽ một kiểu ngôi nhà dự tính để về hưu. Nhóm có những giây phút hồng ân mà họ chưa bao giờ dám mong đợi là được gặp gỡ riêng người anh trai của Đức Benedicto, J.O., tại nhà riêng của ngài ở Regensburg, và gặp gỡ vị linh mục thứ ba cùng thụ phong với anh em nhà Ratzinger, Rupert Baker, tại nhà riêng của ngài ở Traunstein. Một nghịch lý khiến những người tham dự thích thú là Joseph Ratzinger, trong một thời gian dài, chỉ là một thằng em trai nhỏ nhòi của người lãnh đạo cao đoàn nổi tiếng J.O. Ratzinger. Và khi ba vị thụ phong, thì người nổi danh nhất chính là cha Baker, vì ngài là con trai ông thị trưởng. Cho tới khi Joseph trở thành hồng y và được triệu về Roma, dù lúc đó đang là tổng giám mục của Munich và Freising, ngài vẫn chỉ đứng trong chiếc bóng của người anh nổi tiếng. Phép lạ. Bạn có biết ảnh Đức Mẹ nào được Đức Benedicto tôn kính không? Đó là bức ảnh mẹ tại đền Thánh Mẫu, nổi danh là nơi xảy ra nhiều phép lạ tại thị trấn có sức quyến rũ lạ lùng là Unterettin, nơi gia đình Ratzinger, trong đó có cả cậu bé Ratzinger và anh chị em ngài là J.O. và Maria thăm viếng mỗi năm một lần. Tại nơi trên, vào năm 1489, hai cậu bé đã thiệt mạng, một cậu trong một tai nạn nông trại, còn cậu kia bị chết đuối. Hai cậu đã được hồi sinh sau khi người ta mang hai cậu tới trước ảnh đức nữ trên kiều diễm Maria ở Unterettin. Thực vậy, ngày nay, nơi trên để lại dấu ấn do tất cả những đồ vật vẫn người ta gắn trên những bức tường ở bên ngoài đền thánh để tỏ lòng cảm ơn đối với các phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ. Đốt nến là cử chỉ người ta thường làm để được phép lạ, trong khi những đồ vật vẫn là dấu chỉ đã nhận được phép lạ. Khắp trong và chung quanh đền thánh này hiện không còn đủ chỗ ở trên tường để chứa các lời tạ ơn. Người giàu có dâng những đồ bằng bạc để tỏ lòng biết ơn, trong khi những người ít của hơn và thậm chí cả những người nghèo nhất đôi khi chỉ biết vẽ những bức tranh nho nhỏ để nói lên lòng biết ơn của mình. Người ta thấy những bức tranh vẽ giường nhà thương hoặc ngay cả bộ phận người để diễn tả việc được chữa khỏi bệnh và cả hình các em bé thơ nữ, thậm chí nhiều hình chụp mới cách này mấy tháng,
các bé thơ được hạ sinh an toàn sau nhiều biến chứng hoặc cha mẹ không thể có con rồi bỗng thấy mình có thai. Hơn nữa, còn có những hình vẽ người được cứu khỏi những tình huống khó khăn thời chiến tranh đấu tranh và cả những vụ sóng thần mới đây mà sự thoát được coi là do sự cầu bầu của Đức Mẹ. Con gấu nhồi bông. Căn nhà ở Mark Arm Inn là nơi Joseph sống những năm đầu đời. Lúc 2 tuổi, cậu cùng anh chị em băng qua phố nhìn ngắm các đồ trang trí Giáng sinh tại một cửa tiệm nhỏ đối diện với nhà cha mẹ. Bắt mắt cậu nhất là con gấu nhồi bông ở cửa sổ. Ngày nào cậu bé Joseph cũng thấy ngắm và trầm trồ khen ngợi, nhưng rồi một ngày ngay trước lễ Giáng sinh, cậu bỗng đầm đìa nước mắt. Lý do? Thì ra con gấu nhồi bông không còn ở đấy nữa. Ở Đức, các em bé nhận được quà của mình sau thánh lễ đêm 24 tháng 12. Đến lúc đó, nguyên cớ nỗi buồn của cậu bé Joseph mới được cởi bỏ. Lúc, thay vào đó, cậu hân hoan mừng rỡ khi thấy con gấu nhồi bông nằm dưới cây thông Giáng sinh của gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của nữ ký giả Deborah Castellano Lubert nhìn lại cuộc đời Đức Benedicto thứ 16, nhân dịp sinh nhật lần thứ 91 của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về 10 điều răn, về vị trí của thập giới trong truyền thống hội thánh. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về từng điều răn một. Việc dành thời gian tìm hiểu kỹ càng từng điều răn giúp chúng ta vượt qua sự hiểu biết rất sơ sài xưa nay về 10 điều răn Đức Chúa Trời, và nhờ đó biết các điều răn bao hàm những lĩnh vực nào. Điều răn thứ nhất thuật lại như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Người không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Quý vị và các bạn thân mến! Lời đầu tiên chứa đựng trong điều răn thứ nhất là chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em không được theo các thần nào khác. Nói cách khác, con người phải tiếp nhận Thiên Chúa và tôn thờ Ngài. Vì Thiên Chúa duy nhất và chân thật đã mặc khải vinh quang của Ngài cho Israel và toàn thể nhân loại. Ngài mời gọi con người làm chứng cho Thiên Chúa bằng cách sống xứng với bản chất là thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Điều răn thứ nhất bao gồm đức tin, đức cậy và đức mến. Khi nói đến Thiên Chúa là đấng thường hằng bất biến, là chúng ta tuyên xưng người trung tín và tuyệt đối công bình. Do đó, chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng, trông cậy và yêu mến người. Đời sống luân lý của chúng ta bắt nguồn từ việc tin cậy vào Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói, tin và vâng phục Thiên Chúa là nghĩa vụ hàng đầu của mỗi Kitô hữu. Theo Thánh Nhân, không nhận biết Thiên Chúa
là nguyên nhân mọi lệch lạc luân lý. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Nên những tội nghịch với điều răn thứ nhất cũng là những tội nghịch với đức tin, đức cậy và đức mến. Những loại tội nghịch với đức tin bao gồm: trước hết là tội cố tình hoài nghi trong lĩnh vực đức tin. Đây là tội xem thường hay không chịu tin những điều Thiên Chúa mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin. Bên cạnh đó, cũng có tội vô tình hoài nghi hay do dự không tin, nhưng không cố gắng để tìm hiểu hầu vượt qua và dẫn đến mù quáng. Kế đến là tội vô tín. Đó là tội khinh thường chân lý mặc khải hay cố tình từ chối không tin. Tội này cũng bao gồm tội lạc giáo, nghĩa là khi đã rửa tội rồi lại ngoan cố phủ nhận hay nghi ngờ một chân lý phải tin. Hoặc tội bội giáo là tội chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Hoặc tội ly giáo là từ chối hiệp thông với huấn quyền của Hội Thánh mà đứng đầu là Đức Giáo Hoàng Roma. Những loại tội nghịch với đức cậy bao gồm: trước hết là tội ngã lòng. Con người ngã lòng khi không còn trông cậy Chúa sẽ ban cho mình ơn cứu độ, hay trợ giúp mình đạt tới ơn cứu độ, hay tha thứ tội lỗi của mình. Điều này trái ngược với Thiên Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, nhưng cũng rất mực công bằng. Kế đến là tội tự phụ. Tự phụ nghĩa là tự tin thái quá vào sức riêng, cho rằng mình không cần đến ơn Chúa, hoặc ỷ lại vào Thiên Chúa, tưởng rằng mình sẽ được tha thứ mà không cần hối cải hay cố gắng gì. Những loại tội nghịch cùng đức mến gồm: thứ nhất là tội lãnh đạo, nghĩa là xem thường hay không lưu tâm đến tình yêu Thiên Chúa, không biết đến bản chất và sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Liên quan đến tội này cũng có tội vong ân bội nghĩa, là cố tình quên hay từ chối nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Bên cạnh đó, còn có tội nguội lạnh hay lười biếng, là tội do dự, chảnh mảng trong việc đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa, hay từ chối dấn thân theo đòi hỏi của đức mến. Lười biếng trong việc thiêng liêng có thể đưa tới từ khước niềm vui Thiên Chúa ban và khinh chê mọi lợi ích thiêng liêng. Nặng hơn nữa, có tội oán ghét Thiên Chúa hay kiêu ngạo, nghĩa là chống lại tình yêu của người, cho rằng người không tốt lành và yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng, điều răn thứ nhất dạy ta chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Các nhân đức đối thần, tin, cậy, mến, định hình và đem lại sức sống cho các đức tính luân lý. Đức mến đòi buộc chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa cách xứng hợp. Nhân đức thờ phượng giúp chúng ta sống tâm tình này. Trước hết là tâm tình thờ lạy, nghĩa là nhận biết Thiên Chúa là đấng sáng tạo và cứu chuộc, là Chúa và Thầy của mọi loài, là tình yêu vô biên và giàu lòng thương xót, như đã được nói tới trong sách Đệ Nhị Luật. Và Đức Giê-xu đã nhắc lại điều đó. Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Thờ lạy Thiên Chúa là tôn kính và tuyệt đối thần phục người, vì nhận biết sự mỏng giòn của thụ tạo, biết rằng con người hoàn toàn nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Tâm tình này thúc đẩy con người đến với và hoàn tất trong việc cầu nguyện. Kế đó là hiến dâng lễ tế. Con người phải dâng lên Thiên Chúa những lễ tế để tỏ lòng thờ phượng, tạ ơn, khẩn cầu và sự hiệp thông với người. Thánh Augustino nói, mọi hành vi con người thực hiện để được kết hợp với Thiên Chúa đều là lễ tế đích thực. Việc hiến dâng lễ tế bên ngoài cần phải có tâm tình bên trong đi kèm, nếu không sẽ là giả dối. Các ngôn sứ thời Cựu Ước cũng thường lên án việc dâng lễ tế mà thiếu tâm tình bên trong. Như vậy,
ai trong chúng ta cũng đã biết được, điều răn thứ nhất là điều quan trọng, hướng đời sống con người về Thiên Chúa. Điều này mời gọi con người dành trọn tâm tình đối với Thiên Chúa, biểu lộ qua việc sống ba nhân đức, tin, cậy, mến. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi của điều răn này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Nhìn lên Chúa khi đời con ngàn nỗi sầu, đến với Chúa đời sống con đẹp thắm màu. Vì cuộc đời nhiều ngang trái và lòng người nhiều gian dối, nên con tìm về tựa nương bên Chúa cho cuộc đời chan chứa một niềm vui. Con xin cúi đầu ăn năn vì ngàn lỗi lầm qua bao tháng ngày, bỏ Chúa theo phù vân, xin Cha đón nhận con đây hôm nay trở về, mong sống lại trong ân tình Cha những tháng năm qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã nghe lời tiên tri về Đấng Emmanuel là niềm hy vọng và sự sống của chúng ta. Trong lần phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn nghe Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày ý nghĩa bài ca về vườn nho. Hôm nay, chúng ta nghe phần đầu, hình ảnh vườn nho là dân Israel, còn Thiên Chúa là chủ vườn nho. Thiên Chúa đã chăm sóc đầy đủ cho dân Israel như chăm sóc vườn nho. Thế mà dân Israel đã không nghe lời Thiên Chúa và làm những điều xấu xa, ghê tởm như những trái nho dại. Thế bây giờ cuối cùng hôm nay tôi muốn nói đến cái bài ca vườn nho ở chương 5. Mời các anh chị lấy chương 5 sách Isaiah. Trong năm phụng vụ chúng ta cũng có dịp nghe đến cái bài ca về vườn nho này. Từ câu 1 cho đến câu 7. Ngôn sứ Isaiah viết thế này: Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhạt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai gốc mọc tùm,
sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Giu-đa, người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe bằng tiếng khóc thần. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh thì hình ảnh vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc. Đối với người Công giáo thì lại càng quen thuộc hơn nữa, là bởi vì mỗi khi mình dâng lễ thì có bánh và rượu, mà rượu đó thì là rượu nho chứ đâu phải rượu đế. Cũng đã có người đặt vấn đề và rượu nho là một thức uống quen thuộc ở bên quê hương Chúa Giêsu vào thời bấy giờ, nhưng mà bên Việt Nam thì không quen. Việt Nam thì quen thứ khác. Thế thì tại sao ta không lấy cái quen đấy để mà ta dâng lễ cho nó gần gũi? Thế nhưng mà hội thánh thì rất là rõ ràng nhé. Cho đến bây giờ Việt Nam của mình vẫn phải nhập rượu nho từ nước ngoài về. Ngay cả rượu nho ở Việt Nam mình sản xuất là hình như chưa được nhìn nhận là nó đúng mức. Cho nên có mục nhập về được phân phối cho các linh mục để dâng thánh lễ. Đối với người Công giáo thì rất là quen. Và ngoài ra ở trong các sách Tin Mừng, các anh chị không nhớ rõ đoạn nào câu nào, nhưng mà tôi chắc chắn là các anh chị nhớ có cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể về những người thợ đi làm vườn nho, có đúng không? Có người thì làm từ sáng sớm, mà có người thì mãi đến chiều tà rồi thì mới bắt đầu làm, nhưng mà cuối ngày thì lãnh lương giống y như nhau. Đấy là một câu chuyện có liên quan với vườn nho. Một câu chuyện nữa Chúa Giêsu kể là những anh tá điền mà giết hại ngay cả con ông chủ vườn nho. Chúng ta không nhớ rõ đoạn nào câu nào, nhưng mà ai cũng nhớ những dụ ngôn liên quan đến vườn nho. Cho nên đây là một hình ảnh rất quen thuộc. Nhưng mà hàm chứa trong hình ảnh này nó có nhiều tầng lớp ý nghĩa. Cái tầng ý nghĩa đầu tiên ai cũng thấy hết, đó là về mặt canh nông thôi. Đọc cái là thấy liền, chả phải giải thích gì cả. Những từ ngữ mà tác giả vận dụng trong bài ca này như là cuốc đất này, nhặt đá này, xây vọng gác này, khoét bồn đạp nho này, rồi thì nho dại này. Tất cả những cái từ ngữ đó là rõ ràng là từ ngữ liên quan đến việc canh nông, việc đồng áng. Không có gì phải giải thích cả. Thế nhưng mà nếu chỉ là cái chuyện kể về canh tác đất đai đó, thì làm gì mà phải kêu cả dân Jerusalem và người Juda để phân xử chuyện đôi đảng giữa tôi với vườn nho? Nếu chỉ có mỗi cái chuyện canh tác đất đai thì làm gì mà phải đem ra tòa xử? Mà đất đai nó có tiếng nói đâu mà xử. Cho nên nó có một tầng ý nghĩa thứ hai. Cái tầng ý nghĩa đó rất quen thuộc với các ngôn sứ, tức là tác giả mượn hình ảnh vườn nho và người làm vườn nho để nói về cuộc tình giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Thế cho nên Isaiah mới kết thúc là vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Và khi ta vươn đến cái tầng ý nghĩa thứ hai này thì lập tức những chi tiết ở bên trong dụ ngôn nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Ví dụ nho dại ở đây không còn phải là những trái nho dại, mà là những hoa quả tầm bậy tầm bạ trong đời sống của dân Chúa, cũng như những chi tiết khác. Rồi các nhà chú giải còn nói đến một tầng nghĩa thứ ba nữa. Đó là trong bối cảnh thời bấy giờ, vườn nho nó tượng trưng cho sự giàu có và sung túc.
Thế nhưng sự giàu có và sung túc không nhất thiết là nó dẫn đến sự công bằng xã hội và tình huynh đệ trong đời sống xã hội. Một người chủ vườn từ khi sáng sớm đi khắp nẻo đường tìm người làm công, người làm giờ đầu, giờ ba, giờ chín và giờ 11 vẫn còn tìm thêm. Người nào từ nơi thơ sẽ thành cao nhất, người được gọi thì nhiều nhưng chẳng có bao. Lắm người thương bon chen ai nhiều công nhân, nhưng Thiên Chúa nhân từ không nhìn nơi công lao. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát chiên, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Có một chàng trai sắp bước sang tuổi 30, nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi, không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước, hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Thói quen hàng ngày của anh là đến phòng tập thể dục trước khi đến cơ quan làm việc. Một buổi sáng, anh ta chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cuối cùng, chàng trai hỏi, đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông? Không chút lưỡng lự, ông lão đáp, khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi đến trường học, tôi học được những kiến thức mới từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi. Tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau.
Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như cụ già trong câu chuyện này, bước vào cuộc đời, mỗi người đều được Thiên Chúa trao tặng món quà vô cùng quý giá, đó chính là sự sống và thời gian để sống. Có những trẻ sơ sinh vừa cất tiếng khóc chào đời hoặc sống được vài ba tuổi đã nhanh chóng từ giã cuộc đời này. Có những người sống trên cuộc đời này được trên dưới 70 năm, 80 năm, 90 năm hoặc trên 100 năm. Nhưng cũng có bao người đang tuổi thanh xuân 20, 30 tuổi lại phải kết thúc cuộc đời mình bởi những rủi ro bất ngờ ngoài ý muốn. Và như vậy, bước chân của họ đã đi qua bao nhiêu giai đoạn của cuộc đời mình và để lại được bao dấu chân của niềm vui, hạnh phúc như cụ già này, hay chỉ là những do dự, tiếc nuối, vấn vương như chàng trai trẻ. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn khoảng thời gian 33 năm ngắn ngủi trong cuộc đời dương thế của người. Trong giai đoạn 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, người đã chu toàn bổn phận là một người con ngoan của cha Giuse và mẹ Maria, là một trẻ Giêsu rồi thành anh thợ mộc, sống chan hòa, thân thiện với mọi người trong ngôi làng Nazareth như Kinh Thánh đã mô tả. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Rồi đến giai đoạn 3 năm thi hành sứ vụ cứu độ, người luôn là người con yêu dấu, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, trong một thái độ sống nhiệt thành, loan báo tin mừng cứu độ, yêu thương, chữa lành mọi kiếp người khốn khổ, lầm than. Có thể nói, từng giây phút trong cuộc đời của Chúa Giêsu, từ lúc chào đời ở hang đá Bê-lem cho đến những giây phút cuối cùng trên thập giá, đều là những khoảnh khắc tuyệt vời với những giai điệu của niềm vui, tình yêu và lời xin vâng thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn nhất. Mỗi người chúng ta cũng đã và đang bước qua những giai đoạn của cuộc đời mình. Giai đoạn ấu thơ được cha mẹ cưu mang đùm bọc. Giai đoạn trưởng thành, tập đương đầu với những thách đố của cuộc sống và gánh vác những trách nhiệm. Và những ngày tháng của tuổi già ở giai đoạn xế bóng của cuộc đời đang chờ đợi ở phía trước. Lắm lúc làm chúng ta sợ hãi và hoang mang. Nhìn từng ngày trôi qua, đếm những năm tháng đang bồi đắp dần cho chiều dài cuộc đời mình. Chúng ta tự hỏi lòng, mình đã sử dụng món quà thời gian Chúa ban đó như thế nào? Đó có phải là khoảng thời gian chúng ta đã luôn sống trong niềm tri ân, cảm tạ tình thương và sự khoan phòng của Chúa trong mọi biến cố vui buồn, may rủi xảy đến, hay là những chuỗi ngày lê thê, mòn mỏi trong vô vọng, chán nản bản thân và oán trách người khác? Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà thời gian để sống và kiến tạo những vẻ đẹp cho cuộc sống này. Xin giúp chúng con biết trân trọng từng giây phút sống của mình và yêu mến cuộc sống này, dù cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo theo ý muốn của chúng con. Và nhất là, lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.